tất cả các chị yêu đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng shop bạc cứng nha. Và hôm nay tiếp tục em sẽ giới thiệu cho tất cả các chị yêu về một dòng sản phẩm làm đẹp nữa của Hàn Quốc. Đó là dòng sản phẩm là ủ trắng da toàn thân G9 Skin White in Creamy. Đây là một dòng sản phẩm đang cực kỳ hot luôn, là sự kết hợp hoàn hảo của các thành phần dưỡng trắng và dưỡng ẩm da rất là tuyệt hảo. Trong kem ủ trắng G9 Skin White in Creamy chưa có 9 thành phần làm trắng đình đám, có chứa 9 thành phần đình đám như là những cái dòng sản phẩm vitamin B3 được chứng nhận là thành phần làm trắng da và rất là lành tính, và đặc biệt là men Galactomy làm trắng sáng và tăng độ đàn hồi cho da, và chiết xuất protein từ sữa trong kem ủ G9 Skin có chức năng là cung cấp ẩm, làm trắng và dưỡng da mềm mịn. Tiếp theo đó là thành phần là glutathione, là thành phần chủ yếu được dùng trong cái tiêm kích trắng, và đặc biệt là dòng cái thành phần tiếp theo là chiết xuất từ cam thảo làm trắng da và mờ những cái tàn nhang, và đặc biệt là cùng với chiết xuất Nam Việt Quốc, chiết xuất từ rễ cây hoàng cầm nè, chiết xuất từ mâm xôi và những cái cây cơm cháy. Kem ủ G9 Skin mang lại hiệu quả dưỡng trắng và làm mờ những cái vết thâm, đốm nâu và vô cùng hiệu quả chỉ trong từ 4 đến 8 tuần sử dụng nha. Đây là dòng sản phẩm mọi người nên sử dụng bởi vì thành phần nó được chiết xuất từ tự nhiên và rất là an toàn, rất là lành tính cho da. Mọi người thì ai cũng có thể sử dụng dòng này bởi vì nó rất là lành tính, được xuất xứ từ Hàn Quốc, và đặc biệt là kem ủ trắng da toàn thân này. Các thành phần còn có những cái cây rễ hoàng cầm rất là tốt cho da. Có hai cách để sử dụng kem ủ trắng da toàn thân G9 Skin White. Bạn có thể áp dụng theo cái phương pháp nào tiện dụng dưới đây. Bắt đầu em sẽ hướng dẫn cho các chị về hai cách sử dụng dòng sản phẩm này nha. Cách thứ nhất là tắm rồi sau đó mấy chị sử dụng kem, gọi là tắm và sau đó là sử dụng kem nha mọi người. Bước thứ nhất là trước khi sử dụng kem trắng da toàn thân G9 Skin White in Creamy Matte, bạn cần tắm và rửa mặt thật là sạch với nước ấm và sữa tắm để làm sạch cơ thể những cái bụi bẩn trên da. Sau đó lấy bông mềm mại lau khô toàn bộ cơ thể. Bước thứ hai là lấy một lượng kem vừa đủ ra tay, thoa đều lên vùng da trên cơ thể mà bạn muốn tắm trắng. Úp hai lòng bàn tay và massage đều theo hướng thuận từ kim đồng hồ trong khoảng từ 15 phút để dưỡng chất thẩm thấu trên da. Bước thứ ba là tắm lại với nước ấm và không cần dùng lại với sữa tắm nha. Khi mà mấy chị tắm trắng thì không nên dùng lại với sữa tắm nha mọi người. Chú ý bạn không nên kỳ quá mạnh sẽ làm ảnh hưởng xấu đến da, đồng thời làm lớp kem vừa bôi làm lại bị trôi, hiệu quả làm trắng cũng giảm đi đáng kể do dưỡng chất không còn nhiều. Tức có nghĩa là không được kỳ quá mạnh cũng như là không được dùng xà phòng, là khi đó nếu mà mấy chị dùng xà phòng hoặc là kỳ quá mạnh thì sẽ trôi bớt những cái dưỡng chất khi mà mấy chị vừa bôi lên da nha. Cách thứ hai để sử dụng dòng sản phẩm này là không cần tắm trắng ngay sau khi bôi kem ủ. Đầu tiên bạn làm sạch cơ thể và thoa đều kem lên người như bước 1, và đặc biệt là chú ý không cần thực hiện tắm ngay. Bạn có thể là thoa kem ủ toàn thân G9 Skin White in Creamy Matte vào buổi sáng trước khi ra ngoài để được trắng sáng nổi bật. Đến chiều bạn có thể tắm lại, tức có nghĩa là buổi sáng bạn làm sạch cơ thể, sau đó bạn thoa một lớp kem này nè lên da, và sau đó đến chiều thì mấy chị có thể là tắm rửa sạch sẽ lại là ok nha. Bạn chỉ cần sử dụng sản phẩm đúng cách, tránh làn da bị nhờn rít và không có tác dụng trắng lên da như mong muốn. Còn đặc biệt là sản phẩm sẽ có tác dụng lên da khác nhau trong cái thời gian nhanh hay chậm tùy thuộc vào cơ địa mỗi người. Tuy nhiên bạn cần phải sử dụng kiên trì và tránh ngắt quãng Đồng thời là muốn mua cái dòng kem G9 Skin White Cream Mask này á, thì liên hệ cho em nha. Đây, mọi người thấy ở bên trong cái sản phẩm chưa? Và bây giờ em sẽ mở ra và coi thử chất kem bên trong nó sẽ màu gì nha, mọi người chị đẹp ơi. Đây, chất kem bên trong nó cũng là màu trắng như này nha mấy chị. Mấy chị khi mà mấy chị sử dụng này mấy chị phải tắm rửa thật là xanh, sau đó mới thoa cái này lên nha. Đó. Cái mùi nó hơi cồn nha mấy chị, cái mùi nó hơi cồn nó bay mùi hơi cồn, nhưng mà sau đó là nó tan mùi rồi nha. Tại vì cái dòng sản phẩm này được tiếp xúc từ những cái thảo dược. Rồi khi mà bay cái mùi cồn nó ra thì cái mùi nó khá là thơm. Nó bay mùi một xíu trước khi mấy chị sử dụng lên thôi. Còn sau đó lại làn da của các chị sẽ được mềm mại và nó thơm hơn. Đó, bộ diện như đây nè. Buổi sáng thoa, theo em như là buổi sáng mấy chị muốn đi ra ngoài hoặc là muốn đi làm là mấy chị tắm rửa sau đó thoa lên một lớp, giống như là một cái lớp make up da vậy đó. Sau đó chiều mấy chị tắm lại nước là ok rồi, tối chỉ cần dưỡng kem là xong, sẽ có một làn da trắng sáng, mịn màng. Mấy chị cần mua hàng thì liên hệ cho em ngay qua số hotline là 0933 766 739 hoặc là 0355 838 057. Và dòng sản phẩm này là dùng cho body thôi nha mấy chị đẹp ơi, dùng cho body nha. Liên hệ cho em sớm nhất để được đặt hàng. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, bye bye.